Mà bạn có từ 1.000 đến 1.500 người xem ấy thì lương bạn tầm 10 triệu. Bánh bao ạ, ở OTA trả tầm 10 triệu. OTA giả xong rồi bạn cắt về công ty thì lương bạn tầm khoảng 8 đến 10 triệu. Chính xác đấy nhở, không nói dối nhở. Nếu mà 1.000 đến 1.500 mắt ở ở Facebook. Trên 5.000 mắt lên tổng sở tiêu thì 30 à? Nhân 5 lên. À, 50. Con lợn. Kem đã lên kem. Con lợn kiếm nha. Sao vậy? Có đến không? Đánh gì? Cờ này. Tiếp tục đánh lên đấy. Ok luôn bánh bao ơi. Cứng rắn gì đâu ông ơi. Tôi ở bố mẹ bao bọc nhiều ấy. Tôi ra ngoài nên đang phải ấy. Con này có thơm không bạn ơi? Vứt ra, điền lại được chứ. Gì Được không bạn? đơm gì ngon Đơm gì không? à. Ông định mệnh cứ lừa, tôi định mệnh hay lừa lắm. Ủa đừng like à? Ui Châu nhiều, đúng rồi, đang là anh Châu còn lương gấp mấy lần như thế anh em ạ. Anh Châu là không phải đi chiêu qua công ty, anh Châu là ăn thẳng lương luôn, anh em ăn thẳng luôn thì lương cao lắm. Chịt. À, cứ lên cấp rồi nhỉ bạn nhỉ, bạn này lên cấp nào, đấu Cấp xin thì mấy con đấu sĩ. em làm trung bình được 1k. Ừ chị em trả 1k nhưng mà nó sẽ em phải chia với công ty một nửa. Hoàng Hải ạ. Còn anh Châu ấy là anh ấy ăn thẳng luôn, tại vì anh ấy là có hình ảnh cá nhân luôn nên anh ấy tự ăn thẳng, không phải có chia cho công ty nào hết. Còn nếu mà em làm Facebook ấy thì em phải chia cho công ty. Lửa này bạn này ngon thế. Đạt chưa? Anh em mình có vẻ cứ hợp hợp nhau ấy bạn ạ. Nghe ạ. Ừ. Nào, xem bao cài nhờ. Mình sẽ cho con tăng đen ấy. Ok nhá. Nó cứ hỏi đều thôi. Mình điền cho mau cai chứ. Có thằng hay đợi này. Ui Chịu tôi nghe đấy. bạn, tôi nghe bạn bạn Trời thế ơi. thôi, Thì tôi phải thôi tin đấy. giấu 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 tăm cái đi. Tôi phải tin 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 đấy chứ, tin tin có trình chứ. Tôi 7 con da sua có một Neko luôn. Cái gì đấy? Ông đấy hack à? Không, chả có chi phí nào OTA làm cho anh em đâu anh em ạ. Anh em mà muốn quảng cáo các thứ thì anh em phải tự bỏ tiền ra thôi. Chả có chi phí nào mà OTA quảng cáo cho đâu. Anh em chia một nửa tiền cho công ty ấy thì bình thường các công ty khác ấy nó sẽ làm cái đấy, một nửa tiền nó sẽ làm như thế. Ok luôn Huỳnh Ngọc ơi, rồi tin tin tưởng có trình cứ thế thôi. Cứ lừa thôi. Thôi bây giờ ra con Nunu là được đúng không bạn? Mình đổi giáp lửa xong mình có 3 rừng luôn đấy. Được. Cái gì mà 2k 3k 3 view, anh làm gì được 2 3k 2 3k view đều, anh chỉ được 1k đến mức 2k thôi. Nhưng mà nghề này nó đang có cơ hội phát triển đấy, nên là nếu mà anh em muốn làm ấy thì có thể làm được trong 1 2 năm tới, còn sau 2 năm nữa thì sẽ khó hơn á. Nếu mà bắt đầu thì bắt đầu luôn từ bây giờ á, thị trường nó còn đang 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 tầm này là vẫn còn làm được, tầm 2 năm nữa là hơi khó ấy. Khỏe nhờ, bố đấu sĩ khỏe cho bạn nhờ, 700 máu 20 sát thương. Đấy. Mỗi thằng cầm cái bé. Thằng được cầm một cái bếp. Ok nha bánh bao nhá. Mình rách dưới chưa? Hay lên cấp cho bộ pháp vào. Thế thua được không? Hay lên 5 này bạn ơi. Mẹ cay thằng này lắm rồi.
Tôi cũng phải lên. Thằng yếu mà. Yếu nhưng mà tôi cũng cay nó lắm. Cảm chưa? Thôi bạn ơi, nó lên 5 mình cũng phải lên 5 thể hiện uy quyền chứ bạn. Cho Tam Ken xuống cho nhện lên trên nó bơm mana trước. À không, nhện bây giờ ngon nhở, quên mất. Nhện bây giờ phải cho lên trên nhở. Má tắc rồi. Ờ, nếu mà Steel ấy không phải chia cho công ty ấy thì sẽ là như thế. Còn Steel làm cho công ty thì phải chia một nửa anh em ạ. Hôm qua người ngủ anh Fit có làm anh Fit. Ui giời, được quá nhờ Bảo ơi, cảm ơn em nhiều nhá. Ôi, ơn em dài ơi. Cảm ơn Phạm Bảo đã ủng hộ TCFit 500 sao đi thẩm mỹ tại Thu Cốc. Hôm qua NUS anh Fit có làm anh Fit thất vọng không anh? Được quá Bảo ơi, mắc binh em ơi. Ui, Steel Net, thực ra ấy, view của Steel Net ấy đủ để tier 1 luôn ấy các bạn. Nhưng mà chưa, OT họ chưa cho up đâu. Phải có những cái khác nữa họ mới cho up cơ. Người giáp hay là gặp phép bạn? Gậy, xó đi. Gậy nhá. Gặp phép. Nếu mà gọi, gặp phép. Phép chứ, tí nữa có gì lên lấy cung cung đúng không? Hóa rừng cốc, đánh dòng, gậy tí đây sau. Lại bây giờ ra rồng thì mình lại đi nhập về kia rồi. Thằng này không ghét được đồ, tôi thấy nó cũng yếu. Yếu mà, nó ghét được đồ đâu, up làm gì vào đây. Phí tiền. Thôi up tấm thằng kia 5 con được bạn. Mình tạo uy quyền thôi. Để con đen ngon hơn nhỉ? Ừ, bờ đen ngon hơn rồi. Nhét tay 2 rồi anh em ơi. Ủa mẹ. Ủa, không sao được, bạn làm à? Ủa. Có nguyên con nhện với con tóc ken bạn. Ừ, UDF bắn chết đi. Chết. Cái gì? Bắn chết cái gì? Mẹ mày con Tam Ken này chả trâu vãi ở đáy đó. UGS nó rút máu nhanh mà. Nó có cái đam rồng. Khó chưa? Không có 4 hộ pháp luôn này. Hay 4 hộ pháp 3 rừng. Ừ. 4 hộ pháp 3 rừng đi. Xong rồi vứt cho con mau cai kia cái đấy cho củ chắc. Này chắc cốp bạn ạ. Làm gì chắc tí bạn ạ. Nói thôi nhá, nói thế thôi nhá anh em nhá. Chắc hơi nhiều đấy anh em ạ. Làm nhiều có được nghỉ đâu. Steel Net cũng làm suốt có được nghỉ đâu. Bọn mình có được nghỉ ngày nào đâu. Cao nó cũng bình thường nhưng mà. Nguyên nhỉ. Bốn hộ pháp tầm này hơi đau đầu mà đây. Đấm hơi váng đầu ấy. Quan trọng nhất ấy là cái nghề này ấy, nó chỉ là bước đầu thôi. Khi mà anh em có hình ảnh tốt rồi, xây dựng hình ảnh tốt rồi thì sẽ có các nhãn hàng họ book. Đấy, nhưng mà anh em phải quan trọng nhất nhớ là cái nghề này ấy, nó phải có gọi là xây dựng hình ảnh anh em ạ. Phải giữ hình ảnh tốt vào chứ đừng có để hình ảnh của mình nó bị xấu đi thì các nhãn hàng họ không để ý nữa. Anh sợ chưa? Còn hai con Janna ở ngoài này bạn này. Bài ra sớm này, ra số 3 sớm nó cũng snowball kinh dị. Ừ. 5 tiền Samira, ok em ơi. Ui, ngon thế. Ngon. Ui, lại thùng không ngon lắm rồi. Chắc phải đóng cái giáp gai thôi bạn ơi. Đóng luôn đi, để gì cơ. Về khỏi lên cấp. Ừ, thằng này nó chưa lên 3 sao thì chẳng cần lên cấp. Nó mà lên thì mình phải lên. Thằng
Chạy đánh 5 tiền cũng có thể ok đấy bạn. Không có cái thằng đánh rồng rồi. Hai thằng đánh rồng. Savannah gì? Mẹ kêu. Kêu cũng được. Kêu thì cần mỗi cung thôi. Búa hồ pháp tầm này. Đâu. Này giờ chim làm cước đệ để bán hồ gà hồ gẹo hợp lý anh em ơi. Đấy là hợp lý đấy. Tầm này khỏe quá. Tầm này 3 rừng 4 pháp khỏe quá. Ghép được 2 đồng khỏe. Bốn đấu sĩ á. Mày thế mẹ nó gặp mình trong đó ra thứ ba. Bốn đấu sĩ hay bạn. Bốn hộ pháp đấy để bốn hộ pháp bằng. Ui này đốt hết tiền à? Bốn hộ pháp mấy con hộ pháp ở châu. Ừ. Cho ra can lên đi, cho cái em xuống còn ra được kia. Có đồ cho rồng luôn đấy. Có nhưng mà có thằng chơi rồi chơi. Nếu muốn đánh rồng 3 thì phải hai. Trừ khi bạn đánh rồng 2 cho bạn đắc chín sẽ đủ cho ra thì bạn đánh. Đánh rồng 2 đắc chín được, nó cơ lia được. Ừ, có đồ. Cung với cả bàn tay nữa thì là đồ để tí cứ Samira cầm với cũng được mà. Kéo Samira, kéo Samira. Nhà này kêu trận này vẫn chắc hơn, chắc hơn. Ừ, kêu thì chắc rồi. Dọc luôn này. Lại rồng. Cái này đại bác ưu tiên hơn chứ anh em. Đại bác là quan trọng nhất đấy. Vùng down là chỉ ở đầu tình huống thôi anh em ạ. Kiểu là anh em không còn đồ gì thì vùng down thôi. Xây nhà tụi mày cũng khỏe nhờ. Ừ. Xây nhà đúng đam. Bây giờ lấy cái diệt hoặc là phút rồng. Phút rồng mau cài đổ sớ bên rồi lấy diệt đổ Samira. Lên 9 top 1. Ok luôn bạn ơi. Đánh top 1 bạn ơi. Phải đánh top 1 tối mới đánh giải chứ bạn cứ đánh top 4 thôi. Bạn ơi tối nay tớ chỉ target 4 chất top 4 thôi bạn ơi. Mình target nhỏ thôi bạn ạ. Mình đánh kém mình target nhỏ thôi. Cứ đánh kém thôi. Vô địch rồi đâu. Cứ đánh kém thôi. Bếp à? Bếp. Bếp lọc diệt luôn. Diệt cho con ấy luôn. Xây á luôn. Ừ làm 6 hộ pháp vào là con này nó clear được. Ok. Nát được 9. Vốn rồng giáp gai sờ quên bất tử. Còn hộ pháp nữa. Có lên cấp không bạn? Trong tạm 1 đấu sĩ không? Xem con thằng Yasuo kia nó chó điên quá. Yasuo gặp rồi. Gặp rồi, thì lên thôi. Có mấy thằng khác kìa. Lên thôi, chờ đợi rùa rùa tự ra thì lên thằng 9 luôn mà. Có Azir thì... lên thằng 9 luôn. Có, Châu mới vào Virus rồi. Anh Châu mới vào Virus Studio rồi anh em ạ. Anh Châu mới vào Virus Studio rồi. Samira cầm diệt ngon mà. Đúng bạn. Ừ, Samira cầm diệt đồ... tôi nghĩ đồ đấy là ngon nhất. Tại vì bây giờ nhiều 3 sao. Quay. Đủ đam chết cái bọn Diana. Anh Fit Dũng nào của Ken được follow cái gì đấy? Đọc khó hiểu thế, cô anh Nguyễn. Hello Hưng nhá. Hello Phạm Đức nhá. Cứ ước thôi, cứ ước thôi. Hay ước lắm em ơi. Một thằng kêu này. Ui, thằng này ôm hai con xe ra làm gì đấy? Đánh dị thế. Đây nào, từ xếp lại bạn đi. Một thằng xe ra hơi kinh.
này đi. Có một thằng 3 sao. Ui gặp nó luôn, may chưa. Nó Phạm Đức nhá. Hợp lý chưa bạn? Ừ, trước demo quay ra giật chết luôn. Ừ, thì quả đấy mình xếp này thì mới có cơ hội ăn được thằng này chứ. Không, vẫn không được bạn này. Không ăn được mẹ. Đúng quý. Ui Rumi 2 bạn ạ. Rumi 2. Rumi 1 là ăn rồi đấy. Rumi 2 là búp máu kinh quá. Thế có màu cài ở dưới thì ăn. Không, quả đấy nó có Rumi 2 nó ấy á. Nghĩ thua Rumi ạ. Giật được một phát nữa nó chết rồi mà. Gần đục mà. Chắc là bỏ đấu sĩ đi này. Để lại như này. Đôi 4. Chưa. Đây luôn. Đẹp quá bạn ơi. Mất chích của tao nha. Không mất chích ở chỗ này nó chín chắc rồi. Nhà đánh dị đấy. Đức Anh qua đánh hơi chiến nên là đây là mình đang hơi phân vân. Tối nay mình để Đức Anh hay Đậu đánh ấy các bạn. Hơi khó nghĩ một tí. Tối nay Đức Anh hay Đậu đánh thì mình đang chưa chốt được. Chỉ đau đầu ấm chỗ đánh kinh kìa. Ừ, cả đau đầu cả Đức Anh đều đang bay bạn ạ. Không biết ai đánh, không biết cho ai đánh. Nhưng mà đau đầu nó vẫn đau đầu vẫn kiểu là dễ bảo hơn Đức Anh ấy. Khả năng Đức Anh đúng rồi, tối chung kết anh em ơi, tối chung kết. Trận này diệt cũng ngon nhỉ bạn nhỉ. Diệt bây giờ kiểu gì chẳng ngon. Đòi một hai thằng hai bơ đấu sĩ. Nó lôn tí một tí rồi 8 không? Có, lôn kiếm xay ra, tép tạm bằng khung này. Kết nhất vào top 4 đúng không? Tiếp. Ừ. 6 rừng 4 hộ pháp tôi nghĩ là một phê. Con rồng kinh thật. Mình cả cùng đao luôn, ghép cả dễ ke luôn. Lít màu quá, phải rôn 8 rồi. Ừ, tập tục phải rôn 8 rồi. Bán con này đi rôn chứ. Ừ. Đang thiếu nó đấy, à đang thiếu một con được. 6 rừng ngon hơn không? Không, tôi nghĩ đánh form mộ pháp. Nếu mà đánh vào con dây ra này, đánh form mộ pháp xong rồi 3 hộ pháp không kẹp đao phủ. Nếu có 3 rừng ra on kẹp 3 rừng. Chứ còn đánh 6 rừng không ngon. Không, ý là thời điểm này 6 rừng ngon hơn hộ pháp không ấy. Đấy là hay hộ pháp ra bằng 6 rừng ấy. 6 rừng ngon hơn, chứ tầm này 6 rừng ngon hơn. Tất cả tớ định hết rau này tớ luôn đấy mà. Rau sao á? Cũng đầu mà. Đống tiền mà. Asia giết đó rồi, để bốn hộ pháp. Con Thea Châu. 6 pháp 3 rừng thêm on nữa để đúc đồ hợp lý không? Hôm mình lên 9. Vâng. Vứt rồng nhá. Ừ. Vứt rồng thì có sơ vết.
Có chứ anh em, đánh cờ 4-4 cần đồng đội chứ. Đồng đội phải phải nghe lời cơ. Nghe lời leader cơ. Mút mút mút. Tạm nhá. Mút đi, mút hết rồi này. Cho nó cầm đồ tanh ngon. Không tí gì xoay đánh ô đá cũng được. Không sao đâu. Ngon ngon. Thầy mẹ luôn. Kiếm con chiến tướng kìa, đàn giờ đồ tể kìa. Kiếm con thiện sạn đấy. Ờ kiếm thiện sạn. Đóng hết rồi. Đóng đồ cho lợn. Vứt tầm con đứng. Con nào? Lắp rồi, lắp rồi thôi, lắp rồi, lắp luôn. Không phải nhìn thằng này kinh kinh bảo định đóng vút đồng với con Samira luôn. À. Con Samira thì nó đi nó con này cầu cái cút à. Nó anh mẹ anh cầu này gần chết rồi. Để Samira vút rồng luôn á. Ừ. Căng nhở. Vút rồng diệt bàn tay ngon mà. Thì nó sẽ không sợ bọn rồng rừng, cũng không sợ con này nữa. Nó lúc nó ulti lên nó còn né rồi thì làm sao mà bị sợ đam tay nữa đúng không? Tiền giao nữa bạn ơi. Cho lợn vào đấy ấy quá. Không cần đúng không? Ừ, không cần. Thôi bạn ơi, tí tớ vẽ cái tháp hồi sinh được chưa? Hợp lý chưa? Lo quá. Lo được bạn ơi. Có Neko kéo sang Vina 2 thật. Dễ lắm. Ăn cua chảy con lợn này hơi lâu bạn ạ. Đi. Ờ, với cái nước mắt vào là thắng ấy nhỉ. Bất né được skin mà, đúng không? Dạ. Còn con Zana 2 bạn ơi. Tí nó mà mình ra Lumadam mà. Ờ, Lumadam có hút máu đâu. Chắc đánh Masamira luôn rồi bạn nhỉ. Lộn tanh. Đây đang thừa bộ pháp ấy. Pháp bỏ đi đấy anh em. Pháp hồi sinh. Mẹ tưởng vẽ được. Savira nó bị điên à? Lỗi vãi đái. Năm tiền mà. Cứ kích thủ ba hệ cho nó anh em ạ. Vãi cả đài. Này không bạn ơi. Bí ẩn không? Này ngon hơn không? Này thì là ngon. Thì bò thì xỉn hết. Đây đấy cũng được. Đôi này sao đi. Yeah, đang thừa tiên phong á. Con xét này phụ đam á. Có bọn đấu sĩ để xe đại.
Cho thay một phép. Cho thay set nhá. Để set linh tính nhận được đồ phép cho nó. Bỏ đi. Đánh con này thôi, kiếm thôi. Không bỏ Olaf à? Bỏ Olaf rồi. Anh thay 4 tiết phong trong con này. Không có muốn bỏ bí ẩn nữa. Cái trong này. Cần bí ẩn không? Xem hình như lúc đi có mua một thằng long tộc. Thằng long tộc cũng cần bí ẩn mà. Ý mà là thằng đồ phép thì kiếm... Bọn này toàn đang phép nhiều. Ít ít bạn này. Con này là đang phép mà. Con này là đang... bọn long tộc là đang phép mà. Kéo được này. Lướt ngu vào kiên kêu quạt chết bố luôn. Đây. Kêu có đại bác. Thật. Còn này mạnh thế. Ô, chắc phải đôn rồi bạn ơi. Lên được cấp rồi. Đôn mà. Ủa đau thế. Lobby bây giờ mạnh quá anh em ạ. Bài này bình thường là ok rồi đấy. Nhưng mà bây giờ nó bị kinh quá. Như này mà còn không giữ được máu luôn. Đó, em 5 tiền 2 sao thôi. Vô cực hay set? Vô cực cho nhiều tiền rồi. Lấy được set đâu? Lấy được set thì lấy set. Nó lấy rồi. Biến xong đầu không? Lấy con gì? Hết đồ rồi, con chín. Đấy... Ừ, rồi xong đó đi. Nói vào Samira luôn đi. Ừ, có chim đúng không? Tớ không nhớ ra. Thế đi thay con này đã, thay tạm con này đã bạn ạ. Thay bí ẩn tạm đã. Đây rồi. Lên 2 luôn nhá. Run nốt đi, không móc được cấp đâu. Bạn run nốt đi, còn Zilin đi đủ kìa. Không móc được cấp đâu mà. Quá chắc luôn rồi. Thôi để 10 tiền đi. Không kịp. Không có. Nếu mà tướng nghĩ như này thì bỏ bí ẩn vào thôi. Xét thì đang... Cần tớ đang đi đốt bí ẩn đấy. Này có xong đầu tính ra ngon á, nó lộn nhanh. Ừ. Lộn nhanh nó lên nội tại này. On, hay lấy on, đúng chứ không? Thua sẵn rồi thì cứ đành bỏ. Thua thì tính tiếp đúng không? Ừ. Cho lấy chốc lên trên nhở? Lấy chốc lên nó lợn lên sau. Hợp lý chưa? Này xếp này hợp lý rồi đúng không? Cái thằng này có lốc này. Đi kè vào giữa. Sợ thằng kêu. Sợ mỗi thằng kêu nữa. Mỗi thằng kêu thì không sợ lắm. Còn thằng kêu, sợ mỗi thằng kêu. Thằng này lốc con ấy chốc lên, con lợn vào stun. Nó chưa có Lee Sin bạn ạ. Lee Sin đang đá con lợn nhiều, chưa có Lee Sin. Này quá, kia bút đủ gì rồi. Sao người ta xoay kịp, không ra chua chém chết. Không, có Dylan Bounty rồi mà bạn. Không muốn tiên phong đánh mấy thằng người ra xua đấy, anh ngon nhỉ. Ui, anh bạn nhìn này, mày chưa? Mình vừa gặp vào xong update hai con 3 sao này. Không sợ đâu, chỉ sợ Lee Sin thôi. Thì kém Azir vào thì được ấy. Đâu tí một xoay của con Samira cũng chết hết mà. Tâm diệt rồi.
Kêu nhiều máu không? Kêu nhiều bạn ơi, nó là thằng nhiều máu nhất bây giờ vậy. Thì xếp bài rùa rùa lên được 9 nữa. Tôi chỉ có dư chỉ có cầu rùa thôi chứ gì nữa bạn ơi. Chắc này nhỉ? Ừ, cho nó luôn đi. Nó vụt cũng có đam mà. Vừa gặp thằng này thì ngon này, thằng này thằng thơm nhất này. Đấy mà nó con Diana cứ đuổi theo con Samira là cút đấy, không có vứt rồng. Gặp nó đấy. Con đấy chốc kéo lại mà. Như nào? Ôi trời ơi, diệt lo được bạn ơi, nguyên nhà. Đuổi ai? Đuổi Samira là hơi nhầm rồi đấy anh em ạ. Thằng ta lông kinh. Anh em nào chưa like cho mình xin một like nhá anh em ơi. Cảm ơn anh em nhiều nhá. Cho mình với kem xin một like nhá anh em. Cảm ơn anh em nhiều nhá. Ui dồi, không ai chết luôn mà. Ngon rồi, có cửa top 1 rồi. Chỉ sợ thằng kêu đấy tên mình có bắt khôn rồi nó bắt cút à. Đúc được một đồ rồi, trận này đúc được một đồ rồi bạn ơi. Mình có ấy chốc mà. Ấy chốc lợn này. Thì bảo tên mình có bát khôn nó vẫn cút mà, không sợ lắm. Nó không kháng hữu ứng. Bạn sợ thằng này đúng không? Cho vào mồm nó luôn bạn ơi. Xếp này hợp lý chứ bạn? Mắc binh rồi đấy. Đứng yên đấy. Đi dậy tới kìa. Đúng yên đấy. Ba nữa này. Một rồi. Đâu có tiền lên cấp trả cho được cái gì anh em ạ. Được sau đi. Cái này cũng được cái chứ. Cái này gì đấy? Cái này... Cái tử đúng không? Không. À cái hộ cao à? Ừ. Nó cho con non kìa. Cho nó. Ừ, đi ke mình còn xếp góc chứ để nó cho con này nhiều. Bạn cho chim luôn. Thế cho chim lên được không? Cho hai con nó đứng giữa hàng tiên phong. Thế liều thế. Liều chứ bạn ơi. Đấy chốc kéo nó vào mà. Ô, sao kìa con Samira bị sao kìa. Cái này ngu thì vẫn chết mà. Nghề ngu thế. Không, quả đấy tớ đang mải xếp hình ấy, không nhìn nhàng này ấy. Bây giờ phải nhìn nhàng này ấy. Cả bị con lợn nó bị chiếu nữa. Con này nhá. Các hồi sinh. Lấy không? Con này hốt từ lần 2. Ừ, rất là đấy. Quả đấy con lợn bị chiếu bạn ạ. Mấy con này bị chiếu hết này. Quả đấy đang tham cái khiên băng này quá. Cái khiên băng này chả cần anh em ạ. Không cần đâu. Chả cần để ý khiên băng này đâu, bỏ cái khiên băng đi. Coi như nó không có trong cuộc đời đi. Điên. Thôi xếp bài đi bạn ơi. Xếp bài đi. Cái trận dùng sát thủ rồi. Cho chốc cao nó kéo về. Cứ đẩy luôn. Đẩy luôn. Con lợn bò góc của thằng này làm gì có cửa nữa. Ừ. Samira đâu? Không bắn lên. Tưởng nó không bắn được thì cũng nhái luôn đấy. On 2 hoặc Samira, à on 2 hoặc con này 2 là được. Đây là để ý đấy. Tiền đấy anh em ơi, tiền đấy.
Chứ con Samira giữa luôn. Mày chịu trượt hết rồi đấy. Ui nó đi cháu chịu. Lợn. Đại giới rồi. Lợn. Lợn ulti được là thắng bạn ạ. Chết rồi. Cảm ơn từ lâu rồi đã ủng hộ TGFit 50 sao đi thẩm mỹ tại thua khúc ngày mới VVE. Cảm ơn anh yêu đâu rồi nhiều nha anh ơi, cảm ơn anh nhiều nha. Chiều trượt hết rồi bạn ơi, nó bị tự hack não.